Chơi hay thiệt, tụi em chơi một tháng rồi mà chưa lên cấp. Kiểu này chắc tụi em coi sao làm sao khổ quá quá. Trời ơi, mày còn phải nói nữa. Cái thằng nó giỏi thiệt đó nha. Từ hồi mà má mở tiệm tết tới bây giờ á, chưa có ai đạt được cái chức đại quý. Con mình mày thôi nè. Má hứa chị nhớ không? Nhớ. Chị à, má biết rồi, má hứa là tiền lãi má cho mày, má không có lấy. Dạ. Là má giữ lời. Đó. Biết gì không? Dạ không. Má cho mày mượn đấy đi. Để con đi chiêu đãi cái đám này ăn mừng chiến thắng. Dạ. À. Hay quá. Mày chưa khá thiệt. Chấp nhất cái Sài Gòn này rồi. À, chúng mày còn nhớ là nợ tụi này chứ. Nợ cũ cộng nợ mới là 20 triệu. Tao nhớ mà. À, mà hay quá. Chúng mày tham gia cái gì này đi. Thắng giải 100 triệu. Rồi lấy tiền đó trả cho tụi tao. Cũng còn dư mà. Thôi bỏ đi. Mới lên cấp phải khao đúng không? Đó là luật trung giới rồi. Ừ, khao thì khao có. Ủa, à, đi nhậu mà. Ừ, tao có cái quán này nhậu ngon lắm nè. Đi chung nha. Đấy đi đi mày. Thôi đi tụi bay nhậu. Ờ đi. Ê đi 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 đi. Đi bơ ơi. Chào đứa con. Nè, đi về sớm nha con. Dạ. Trời ơi, ê ê ê. Ờ, con xin lỗi mày. Không mày. Dạ. Sao? Nợ cũ cộng nợ mới. Tao tông cảm cho mày. Hết ngày mai, mày phải trả cho tao một nửa. Rồi con Kim sẽ cho mượn tiếp. Thôi, hôm nay mừng mày lên chức. Mới cao, cống xe không về. Chờ, chờ, chờ. Đúng rồi mày ơi. Chuyện nào ra chuyện đó. Mày còn đại gia mà. Có chiêu rồi sao? Hey, để tao bày chiêu cho mày nha. Ông già mày làm từ thiện. Sao không làm từ thiện cho thằng con trai nó giỏi? Mày cứ dùng cổ dùng kế cho mẹ thiệt của mày là xong. Còn mà chị luật sư của mày thì giao cho anh Thịnh Kiến. Anh Kiến Thành mới đúng chứ. Thôi đi. Tụi mày đừng có chỏ mỏ cho chuyện gia đình của tao nữa. Chuyện gia đình tao cứ để tao lo ha. Sao dạo này lên đẳng cấp cho tụi mày? Không cho ai nói nhiều. Ai mà nói ra tội nghiệp chết à. Thôi đi. Trả tiền cho tao. Tôi mới về. Từ từ tôi trả. Mày giỡn mày. Mày giỡn mặt với tao được hả? Tiền của tao chứ đâu phải là cỏ rác đâu. Mà mày muốn trả lúc nào được hả? Có tiền trả tiền ăn nhau. Mày biết ối tiền ra trả tiền cho tao. Biết chưa? Anh cũng cảm cho tôi đi. Tôi mới là hứa gì hết. Nói trong đêm hôm nay, mày phải trả cả chốn lần này cho tao. Không thì con chứng cho mày của mày đó. Đi. Đấy,
Mày làm gì vậy? Thôi. Là mình có thể đập vào mặt lũ chú nợ chó má. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Nếu không có tiền trả cho bọn chúng, mình nắm chắc cái chết trong tay. Ủa sao đi đâu mà giờ này còn ở đây vậy, mà lại say xỉn nữa? Tôi cứu không được hả con? Để tôi gọi thử coi. Mở cửa đi. Chắc là nhà con đi đâu hết rồi. Thôi bây giờ á, con qua nhà cô nghỉ đỡ đi nha. Con vô đây nè, con xuống đây. Cô mới thấy chị con chạy đi đâu á. Con sai đụng té hả? Hay là mày đặt bắt chước mấy cái thằng choi choi đi đánh lộn hả? Con trước đi, để cô vô lấy trái cây cho cô ăn chả rượu nha. Alo. Sao rồi bà? Tối tầm 13, mà tiếc quá. Mà đánh con 35, thiếu nữa là trúng đậm hả? Thiệt không? Tôi rất thiệt. Tối đánh con 53. Trời ơi, quá cả tháng nay thu hoài. Trời ơi, hôm qua có đặt cái nằm mơ thấy con gì? 35. Con gì? Đi tới đây rồi thì tôi không biết. Biết sao mà chứng với tôi được rồi. Tổng tổng nợ của bà là 5 triệu. Chứng minh tiền cho tôi đi. Thằng bé đừng đã qua nhà bà đó. Qua đây đi. Tôi đưa liền. Anh cũng nghe chuyện. Nhà là tiền 30 triệu còn. Chú ít quá. Biết là một cách thì trợ của mình luôn quá. Trời đất ơi, sao cứ điện hoài vậy? Con ngồi đó đi, cô vô cô lấy cái đèn nha. Nếu mình không có tiền trả cho bọn chúng, mình nắm chắc cái chết trong tay.
Sao? Cô làm cái gì vậy hả? Sao cô lấy tiền của cô? Trả lại tiền cho cô đi. Tiền này là tiền của cô thuốc uống đó con. Cô mua thuốc hay là cô đánh đề? Thì ra mấy lâu nay cô lợi dụng lòng tốt của ba con đúng không? Số tiền này là của ba con, cô sẽ lấy lại. Mày biết gì mà nói? Trả tiền lại cho ta, mau lên. Đây là tiền của ba con, con cần gấp lắm, con phải lấy lại. Sao? Bây giờ mình trả lại tiền cho tao. Cô bỏ nhà xuống đi. Trả lại tiền cho tao đi. Sao? Sao? Mày nghe rồi không? Mày trả lại tiền cho tao. Trả tiền lại cho tao. Không cần phải giết mày. Đừng mà cô. Trả tiền cho tao. Sao con? Dạ chồng ạ, tôi đang ở trong này. Con gặp Sơn ở trên đường nên đưa Sơn đi đường. Chuyện sao? Con gặp con rất nhiều. Dạ. Chào bạn. Sơn đã chịu thuốc tội rồi. Thay đổi phát sẽ giúp Sơn nhận được sự khoa học pháp luật. Dạ con chào bác. Chào chị. Bác vẫn chưa tỉnh hả chị? Chị cảm ơn em rất nhiều. Nhờ em mà Sơn nó ra đầu thú. Dạ không phải do em đâu chị. Trước khi gặp lại em thì Sơn đã có ý định đi đầu thú rồi. Em chỉ góp phần cho Sơn mạnh mẽ hơn thôi. Sơn gửi em lá thư này đưa cho bác gái. Khi mà Sơn biết bác gái gặp tai nạn, Sơn rất là đau lòng. Sơn bây giờ đã hối hận lắm rồi. Mẹ kính, thưa mẹ, con đã phạm trọng tội. Con gây ra tội lỗi không thể tha thứ được. Nhất là đến cùng mẹ út, gia đình chúng sáu, con có lỗi với ba mẹ và gia đình nhiều lắm. Con đã làm cho mẹ khổ nhiều vì con mà mẹ phải bị tai nạn. Con rất hối hận. Con nghĩ kỹ rồi mẹ ơi, xin mẹ hiểu cho con. Con không thể làm theo ý của mẹ. Không cách nào hết là con phải đối đầu với tội lỗi của mình gây ra. Chỉ có vậy con mới sửa chữa sai lầm của mình được. Con mong mẹ đừng quá đau lòng. Chúng ta đã buồn vì gia đình không được đoàn tụ, nhưng làm sao đau lòng bằng sự ra đi vĩnh viễn của con bé, phải không mẹ? Mẹ hãy vui vẻ đối với gia đình chú Sáu với con, thêm tinh thần để sửa chữa lỗi lầm. Vì có như vậy tâm hồn con mới được bình yên về sau. Mẹ con nhớ em nhiều nhất. Chị Hà, em và chị Hà chăm sóc em giúp mẹ. Còn của mẹ thì sao? Mẹ sao rồi em? Em lo quá, mẹ vẫn chưa có tỉnh. Bà để anh Thành đưa ba về nhà đi. Ba còn phải nghỉ ngơi nữa. Mấy hôm nay ba không ăn không ngủ gì hết. Mẹ có chuyện gì con sẽ báo cho ba liền. Ba cứ yên tâm, ở đây có anh Thành với em Phương phụ con rồi. Nha ba.
gia đình phải hết sức khéo léo khi bà tỉnh lại. Nếu không, bà sẽ hôn mê lần nữa, như vậy sẽ rơi vào đời sống thực vật. Lúc đó chữa trị sẽ rất khó khăn. Giờ tôi sao rồi thưa bác sĩ? Cứ tiếp tục điều trị như vậy, có kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau. Cô Lan, cô mời bác sĩ Quang qua phòng của tôi, chúng ta sẽ hội ý. Dạ. Bác sĩ à, xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ tôi. Thì ông cũng nghe được tình hình của bệnh nhân rồi đó. Tất cả tùy thuộc vào nghị lực, ý chí muốn sống của bệnh nhân. Biện pháp cuối cùng là chữa bằng tâm lý. Xin bác sĩ nói rõ hơn. Bệnh nhân còn rơi nước mắt là còn phải xả. Ai là người bệnh nhân thương yêu nhất thì hãy đến trò chuyện hàng ngày bên tay của bệnh nhân. Hy vọng những biện pháp đó sẽ làm bệnh nhân gợi nhớ và dần hồi phục lại. Việc này xin gia đình phải hết sức kiên trì. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thành à? Dạ. Tối nay cậu đi tiếp khách giúp tôi nha. Dạ. Dạ, nhà vợ em đang có chuyện. Anh chờ thằng Tuấn được không? Không được. Dạ. Thằng Tuấn vừa tiếp khách đâu ngay xuống. Nghe nói nó xỉn quá rồi. Bây giờ anh chỉ còn nhờ cậy vào em. Đây là mối làm ăn lớn lâu dài của công ty. Em là trưởng phòng đối ngoại, phải lo giúp anh. Dạ, thôi được rồi, bây giờ em sẽ có mặt. Nhớ nghe chưa? Dạ. Thêm cú va đập vật lý quá mạnh, cho nên hiện nay khả năng không hồi phục và xác suất tử vong của bệnh nhân rất là cao. Bệnh nhân gần như là đã chết lâm sàng. Thank you.
Cô à, có gì vậy anh? Lấy cho tôi tờ báo công an đi. Dạ. Dạ đây anh. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Trời ơi, cái vụ bà Nga, sao tôi nghe mà tôi nổi da gà hết trơn nè. Sao bây giờ tụi nó giết người nhiều quá. Trời ơi, tụi trẻ bây giờ nó làm vậy á. Tội nghiệp bà nghĩ vậy đó. Chuyện gì nói vậy là nó cầm dao thì ghê lắm. Đúng rồi. Mấy ông cũng nên tưởng đúng rồi đó. Đã không có. Con nít bây giờ cái đó chỉ có giết người thôi à. Trời, bà cái game đó tôi thấy cái gì mà bắn giết 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 đừng không hà. Không. Phải đúng rồi. Chứ sao ghê là đúng rồi. Tôi không ăn uống gì được luôn á. Ê ê ê, ông Hân kìa. Ông tới kìa, tới kìa. Thử coi. Tiệm nét của ông đó, hỏi thử coi. Hỏi đi. Nè, ông Hân à, Bảo có đặt địa chỉ nhà ông đó. Trước khi giết người á, thằng Sơn có chơi game trong tiệm nét nhà ông cả ngày, sau đó mới đi nhậu. Có chuyện đó sao? Biết rồi, tôi cũng không dám đọc báo nữa. Mở ra là thấy giết người à. Tôi đọc báo là tôi thấy bà Nga bà té lên con dao, chứ thằng Sơn nó có tấn công bà đâu. Ừ. Mấy ông coi lại coi trên báo đó. Vậy hả? Báo đăng ai mà biết được như thế nào. Mà tuổi trẻ bây giờ lạ lắm. Tụi nó dễ bốc đồng. Ở chút là vơ tay thẳng chân. Một phần cũng do ảnh hưởng từ chơi game mà ra đó. Tôi thấy đúng, đúng đó. Ông đồng nó đúng đó. Sợ thiệt. Đúng rồi, toàn là do chơi game không. Đúng là. Tôi cũng cấm con tôi. Con tôi cũng tốn tiền ba cái thứ đó. Dạ cảm ơn. Thế hệ của tụi mình đó, có chơi game gì đâu bây giờ vẫn sống tốt nè. Anh Tư nói đúng lắm. Đúng rồi. Tôi thấy anh Tư nói đúng á. Cấm á thì cấm ngay từ đầu, không có làm bèm. À con tôi á cấm riết rồi nó cũng quen à. Trời ơi, tôi thấy tôi muốn cấm nó cũng không được. Nếu cấm nó ở nhà nó ra đường chơi cũng vậy à. Chủ yếu là mình quan tâm tới nó thôi. Mà nè, bà tôi còn nghe nói á, bà Thủy á, bà tỉnh lại rồi. Nhưng mà bà không thấy thằng Sơn đâu, nên bà không mê tiếp. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Bà Thủy á, bà còn luyến tiếc thằng Sơn, nên bà chưa đi, bà còn thôi thớp đó. Chứ bà chết lâm sàng rồi. Vậy hả? Bác sĩ với ông Tùng đang lo, không biết bà có qua khỏi con nguy kịch này không nữa. Mô Phật, cầu trời cho bà qua khỏi. Thôi bà ơi, bà nói tôi ghê quá à. Bà nói có thiệt không vậy? Tôi nói thiệt mà. Bà không tin thì thôi. Đúng là hết nói nữa. Mấy người kia nói vậy đó. Ông đi đâu kìa? Anh Hân, mới kêu cà phê sao đi đâu vậy? Anh Hân, đi đâu vậy ta? Còn con ông cũng chơi game dữ lắm. Trời ơi, tôi biết phải làm sao khi bác sĩ nói bà ấy gặp được con trai thì bà ấy mới có thể tỉnh lại được. Tôi rất hiểu cho hoàn cảnh của anh. Nhưng theo quy định, trong thời gian tạm giam chờ xét xử thì phạm nhân không được quyền tiếp xúc với người thân của mình. Mong anh thông cảm cho. Dạ, tôi hiểu. Xin cảm ơn đồng chí.
Hôm nay tới đây chơi game đó hả? Chơi đi. Chị có biết danh tụi tan nát vì những trò chơi bạo lực này không? Chị kinh doanh cũng phải có tính người chứ. Trời đất ơi anh Tùng, sao tự nhiên anh tới đây anh hành mẹ tôi vậy? Làm nhách hả? Tôi kinh doanh cái giấy phép đàng hoàng mà, đúng pháp luật mà, thuế má cũng đóng đàng hoàng. Mà tôi nói cho anh nghe nha, mấy đứa này á là nó tự nguyện nó vô nó chơi. Với lại ai muốn chơi thì vô chơi, tôi đâu có vô cổ tụi nó, ép tụi nó vô đi chơi đâu. Còn con anh Hưng á là do anh không biết dạy nó, rồi anh tự nhiên tới đây anh la tôi làm sao hết tụng. Nói nhiều, tôi đề nghị chị hôm nay phải dành những trò chơi nguy hiểm này. Nếu không á, thì cái hậu quả sẽ tới với gia đình chị đó, anh chị hiểu không? Tôi dành anh nha, anh đừng có nói nữa là anh phải rồi đó nghe. Ông cha, ông chết hả? Má đâu có dạy mày bạo lực gì đâu. Ở đâu ra cái thói đó vậy? Chị cười đó, để cười đó cho nó. Bà ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao bà không nghe lời tôi? Thằng Dũng nhà này học 3 năm lớp, tối ngày cái đóng đầu cho cái máy gì đó. Thằng Đông vừa rồi với thằng Dũng á, bây giờ tôi vẫn còn thấy đúng đấy nè. Bây giờ tôi lại cảm thấy mất đứa con trai rồi đó bà. Bà nghĩ đi, thằng Sơn nó hiền lành thanh tú như vậy mà tại sao bây giờ nó làm cái chuyện động trời động đất đó? Chỉ một chút nữa thôi, nếu tôi không về kịp thì thằng Dũng bây giờ là thằng Sơn thứ hai rồi. Trời đất ơi, sao hôm nay nó dám làm cái chuyện tài trời này vậy trời? Ba, ba uống sữa đi ba. Ba phải bình tĩnh lại. Em thì đi tù, mẹ thì bây giờ không biết sống chết ra sao. Bây giờ ba lại như vậy, lỡ như ba có chuyện gì thì làm sao mà con sống nổi. Ba cảm ta rồi. Gia đình dòng họ nhà ta, ba giờ không còn giết nhau. Giờ thằng Sơn đã đổ sâu đổ biển lên rồi. Tất cả đã tan nát, tất cả đã chóng hết. Dạ con đi công chuyện, lát con về có ăn sao? À, con đi đâu mà sớm vậy? Dạ con đi thăm bạn, bạn con bị bệnh. Đi thăm bạn mà đi sớm vậy à? Chưa kịp ăn sáng nữa, con đi vô ăn sáng rồi đi. Dạ. Sao con không ăn? Dạ con học đói. Bà con nằm ở bệnh viện nào, lát nữa bà đi làm bà chở con đi luôn. Dạ. Ừ.
cô đi nhanh đi. Được rồi. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ? Hiện tại thì các phương tiện điều trị và thuốc men ở mức tốt nhất. Bây giờ thì chỉ còn trông chờ vào sự may mắn của bệnh nhân thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào chị. Chị Hào ơi, em có cách giúp bạn gái rồi. Cách gì vậy em? Cảm ơn em. Hy vọng sau khi nghe bài hát này, mẹ sẽ tỉnh lại. Em Phương đã tìm được clip mà em Sơn hát. Mẹ rất thích nghe. Cảm ơn con. Dạ. Xong rồi, mời chị ký giùm em. Cảm ơn chị. Đúng đâu bạn? Nó ở trong phòng á. Nó làm gì trong đó? Thì tìm đầu vô ba cái game phút gì của nó chứ gì. Dũng ơi! Giận dẹp gì ba? Con đã mệt mà. Mày suốt ngày lo cắm đầu với mấy game đó, không có chịu học hành. Lâu lâu ba mới nhờ giả mày. Mày lơ thơ lưỡng thử như thằng chết rồi. Có mệt thì cũng xuống. Xuống nhanh. Hả? Mày làm vậy? Sao tự nhiên xâm phạm vì riêng tư của con? Tao để cho mày tự do đấy mày hư hả? Nè, mày điếc hả? Mày còn không đi hả? Đi báo mày. Anh gì nào? Má, sao tự nhiên mới tính nhà mình á? Má bán hết chị. Thì ba má bán hết rồi, sai cho người ta luôn. Mày muốn ba má kinh doanh cái khác. Hôm nay chính là sinh nhật của mẹ. Con xin hát một bài hát để tặng cho mẹ. Nhớ xa quê những ngày tuổi thơ em ấm,
Tôi nhớ xa quê, lời ru em ái năm xưa. Năm tháng qua nhau và tôi khó lắm. Mà nào có quên hơi ấm mẹ. Đôi lúc những gì mà ta đau quên. Cuộc đời bôn ba đôi lần làm ta thức sâu. Đôi lúc ta quên quên một lời ru em ta. Rồi chết muôn đời vì nỗi nhớ mẹ. Là con của mẹ.